Ok, ở trong bài hôm nay thì mình sẽ cùng chữa đề số 34, được chưa nhỉ? Đề số 34. Câu số 1 ở đây người ta hỏi về main topic, tức là cái chủ đề chính, đây nha, chủ đề chính. Thì nó nói về journalism, báo chí này, hay là telegraph, đúng không? Telegraph, origin là nguồn gốc, hay là nó how contribute to the railway, liên quan đến đường tàu, hay là những cái đóng góp và phát triển của telegraph, được chưa nào? Telegraph. Thế thì chúng ta sẽ thấy là ở trong này thì nó liên quan tới cái telegraph này, được chưa? Nhưng mà nó không đề cập tới cái nguồn gốc mà nó đề cập tới cái đóng góp và cái sự phát triển của nó, nên mình sẽ có đáp án D, thế nào? Ở trong câu 2 thì bản thân cái từ gathering này nó xuất hiện ở trong bài, đó là news gathering, là những cái tin tức, đúng không? Nó tin tức nó phải phụ thuộc vào thư từ, tức là những cái thông tin. Như vậy thì không phải là người, không phải là vật, không phải là chất, mà nó sẽ là gì? À, thông tin, được chưa nhỉ? Thông tin. Tiếp theo câu số 3, cái mục đích chính của nhà văn ở trong đoạn này đó là gì? Thứ nhất là so sánh này, phát triển của telegraph với phát triển của báo chí này. Tiếp theo là đề xuất để phát triển cái ngành truyền thông này. C là gì? À, thể hiện xem là cái ngành, cái telegraph nó đã ảnh hưởng đến communication như thế nào, truyền thông như thế nào. Và D đó là gì? Phê bình chỉ trích cái ông này. Thế thì ngay ở trong cái câu đầu tiên ấy, nó cũng nói là cái việc phát minh ra telegraph này thì nó đã dẫn đến cái việc ra đời của communication industry, đúng không nhỉ? Đấy, thế nên nó sẽ nói lên cái mối quan hệ giữa telegraph và communication industry, hay chính là đáp án C ở đây. Ở câu số 4 có thể suy ra từ trong đoạn văn, này, Samumos không đóng góp, đúng không? À, không đóng góp quan trọng cho ngành truyền thông này. B là gì? Cái phát minh của Moss này không đạt được cái tiềm năng, cái thành công ngay lập tức. C là cái sự mở rộng của Telegraph thì quan trọng hơn cái việc phát minh. Và D là các nhà báo, đúng không? Các nhà báo thì sao? Có cái tờ báo Associate này để cảm ơn cái sự ra đời của ngành truyền thông. Thì ở trong này mình sẽ thấy là có một cái thông tin đó là gì? Nó sao đây? Nó ra đời vào năm 1837, nhưng mà đến tận 1843, đúng không nào, thì cái những cái tác động, cái ảnh hưởng, cái hậu quả của nó, đúng không? Tác động, hậu quả của nó, cái kết quả của nó mới ra đời, nó mới được xây dựng. Như vậy thì mình sẽ thấy là câu đúng ở đây chính là câu B, được chưa nào? Tiếp theo câu số 5. Câu số 5 này, theo như đoạn văn, cái nào sau đây không đúng về cái sự phát triển của cái ngành này? Ông Morse phát minh ra vào năm 1837 này. Người ta có thể sử dụng telegraph ở San Francisco vào 1861 này. Telegraph dẫn đến cái sự ra đời của báo chí quay, đúng không? Báo chí quay bằng hơi nước. Và telegraph giúp kết nối toàn bộ quốc gia. Thế thì các em sẽ thấy là có một cái thông tin ấy, nó sai ở đây. Đây này, cái telegraph này nó kết hợp với cái việc phát minh ra cái báo chí quay bằng hơi nước này, báo in quay bằng hơi nước. Như vậy thì không phải là nó dẫn đến, mà nó chỉ là kết hợp thôi. Như vậy thì cô cho mình sẽ có đáp án C. Nào. Câu 6 đến câu 8 là tìm xem là từ nào bị sai nhỉ, từ nào bị sai. Thì các bạn có thể quan sát câu 6 và chú ý cho cô đến từ various này. Từ various này thì nó bao giờ cũng đi với một cái danh từ số nhiều. Tuy nhiên từ attraction ở đây nó chưa có số nhiều, nên là mình khi có thêm S vào thì nó mới trở thành một câu đúng. Tiếp theo đến câu số 7. Đến câu số 7 thì ở trong cái câu số 7 này, hãy chú ý cho cô từ recommend. Từ recommend này, lưu ý cho cô từ recommend này, và nó đi với mệnh đề that ở phía sau, thì nó là cấu trúc của câu giả định. Giả định. Và cái mệnh đề that ở phía sau ấy, nó sẽ có dưới dạng là S cộng với verb nguyên. Như vậy thì ở đây nó chưa đảm bảo verb nguyên ở cái cấu trúc will này, nên là mình sẽ cho chuyển cái này về verb nguyên thì được, được chưa nhỉ? Đấy. Mình sẽ bỏ cái từ will này đi. Tiếp theo câu số 8 thì
nó đã đang bị sai về cái gì? Nghĩa của cái câu này là những cái quyển sách nó bị mất thì sẽ được đưa cho anh ta. Thế thì không thể là được nhận mà phải là được gửi. Tức là nó có một cái cặp trong tiếng Anh đó là receive, thì nó sẽ đối nghĩa với send, đúng nhỉ? Đối nghĩa với send. Nên ở đây phải là được gửi đi chứ không phải là được nhận, mà được gửi đi và mang đến cho anh ta. Tiếp theo đến câu 9 và câu số 22. Được chưa nào? Câu 9 và câu 22. Thì ở trong câu số 9 ấy, nó nói tới cái việc truyền hình, đúng không? Television ở đây. Television ở đây thì mình sẽ có ý A là programmers, là những người lập chương trình này. Coverage là việc đưa tin. Concern là quan tâm và involvement là tham gia. Như vậy thì ở đây cái truyền hình này nó sẽ là đưa tin về thể thao, nên mình sẽ có coverage. Tiếp theo câu số 10 thì nó chính là cấu trúc so sánh song song, càng thế này thì càng thế kia. Tức là mình sẽ có the cộng với so sánh hơn, và phía sau sẽ là the cộng với so sánh hơn. Nên mình sẽ có là the more, và phía sau the closer, và the đằng sau. Nó sẽ là the more, đúng không? The more thì ở đây lại miêu tả cho người nữa, nên nó sẽ là tính từ mang đuôi ed, the more excited ở đây. Tiếp theo với câu số 11 thì ở đây nó nói tới chiến tranh và nạn đói nói chung, nên là mình sẽ không dùng mọi từ gì cả. Câu số 12 thì chú ý cho cô cái động từ see này này. Động từ see thì mình có là see somebody cộng với verb là chứng kiến toàn bộ hành động. Còn nhìn thấy ai đó đang làm gì thì mình cộng với verb in. Như vậy thì ở đây là gì? Khi đi qua thì nhìn thấy John đang sửa, nên là đang xảy ra. Câu 13 chúng ta có cái từ complain này, nó là danh từ. Trước danh từ mình cần một tính từ. Vậy thì mình sẽ loại ra đuôi should vì nó là đuôi của danh từ. Loại đuôi ly vì đó là đuôi của trạng từ. Bây giờ từ continuous là liên tục, còn continually là lặp đi lặp lại, là hai tính từ. Ở đây là gì? Anh ta cứ lặp đi lặp lại, đúng không? Lúc nào cũng thấy phàn nàn, nên mình sẽ có continual. Tiếp theo câu số 14 thì nó kiểm tra một cái cụm từ cố định liên quan tới từ collapse này. Thì ghi lại cho cô cấu trúc là the brink of collapse. Yeah, the brink of collapse. Và nghĩa của nó đó là gì? Bên bờ vực phá sản. Được chưa? Là nguy cơ phá sản, bên bờ vực phá sản. Còn câu số 15 này thì nó là kiểm tra nghĩa của gì nhỉ? Đây này, bố anh ta chết thì anh ta thừa hưởng. Nên mình sẽ có cụm từ là come into, đã được thừa hưởng. Thừa hưởng rất là nhiều tiền. Tiếp theo câu số 16 thì nó đi với cái danh từ a play này. A play này nó là vở kịch, nên chúng ta sẽ có là put on a play, nó là dàn dựng một vở kịch. Đến câu số 17 thì nó liên quan nghĩa, nét nghĩa nó phụ thuộc vào cái nét nghĩa của từ decline này. Tức là gì? Nó đang giảm. Thế thì nó không thể là prospect, phát triển, thịnh vượng, perfect là hoàn hảo, remain là giữ nguyên như cũ, mà nó là gì? Vulnerable. Từ vulnerable này nó là gì? Bị hại, bị làm tổn thương, đúng không? Vulnerable này là dễ tổn thương, làm bị hại, làm bị hư hỏng, thì nó là từ vulnerable. Câu 18 thì là cấu trúc quen từ đến trước, mình có cái cụm từ đó là catch sight of, là bắt gặp cái gì đó, nó là cụm từ catch sight of. Câu 19 khoanh tròn từ by the time này. By the time có nghĩa là trước, và come này nó là chỉ hiện tại đơn. Vậy thì by the time này lưu ý nó luôn luôn dùng ở các thì tương lai, được chưa? Và trước một thời điểm trong tương lai thì nó chính là tương lai hoàn thành. Tương lai hoàn thành, nên chúng ta sẽ có will have finished. Tiếp theo câu số 20 thì mình có the house này là danh từ chỉ địa điểm, nên là mình sẽ có where,
đúng không nào? Và với where rồi thì mình sẽ không còn giới từ in chỉ địa điểm nữa, không còn trạng từ there nữa, đúng chưa nhỉ? Còn which này thì lại bắt buộc là có in ở đằng sau. Như vậy thì chỉ còn đáp án D thôi. 21. Chú ý động từ suggest. Động từ suggest là động từ giả định, phía sau nó sẽ cộng với S và verb, không chia. Đó. Nên chỉ có B là B, nó không chia. Câu số 22. Câu số 22 thì là gì nhỉ? Ở đây là gì? Cái kế hoạch của các bạn học sinh cho cái buổi biểu diễn âm nhạc để gây quỹ từ thiện thì nhận được cái sự ủng hộ của các nhà quản lý trường học, đúng không? Thì mình sẽ có warm hearted là tốt bụng này, light hearted là vô tư này, whole hearted là hoàn toàn, đúng không? Và big hearted là rộng lượng. Như vậy thì ở đây là cái sự ủng hộ hoàn toàn, đúng không? Tiếp theo 23 và 24 là tình huống giao tiếp. 23 thì thể hiện cái sự đồng tình. Thể hiện sự đồng tình bởi vì cái phía sau là gì? Chúng tôi có rất là nhiều những cái kỷ niệm ngọt ngào. Nên là không thể là ngớ ngẩn được hay là gì? Tôi e là như vậy hay là tôi nghi ngờ mà gì? Hoàn toàn là như vậy. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta có là câu số 24 thì câu bên dưới là bạn ấy cảm ơn. Như vậy thì ở phía bên trên phải là một lời khen, đúng không? Đây, lời khen cảm thán, thật là một chiếc xe đẹp. Chứ không phải là câu hỏi hay là rất là đắt hay là bạn mua ở đâu vậy. 25 và 26 thì tìm cái opposite. Opposite là trái nghĩa. Cái từ neglect này là phớt lờ hoặc là bỏ qua cái gì, nên nó sẽ đối nghĩa với chú ý vào cái gì? Attend nha. Attend to tức là rất là để tâm, rất là để tâm, rất là chú ý vào cái gì đó. Còn từ advocated này nó là gì? Nó là ủng hộ, nên nó sẽ đối nghĩa với protest, phản đối, nếu không phải là phê bình hay là công bố hay là nói. Tiếp theo câu số 27 đến câu số 29 thì đó là tìm câu đồng nghĩa. Tìm câu đồng nghĩa thì cái cấu trúc là should have a behavior này. Nó là cấu trúc là should cộng với have và cộng với verb phân từ 2 là đã nên làm gì, đúng không? Ở đây là đã không nên cư xử. Đã không nên cư xử. Như vậy nó phải ở quá khứ. Nên là mình sẽ loại ra những cái ở hiện tại. Cũng không phải tức giận mà chỉ là gì? Phản đối thôi, đúng không? Phản đối. Đấy, phản đối cái cách cư xử chứ không phải là tức giận với John. Nên mình sẽ có đáp án B. Câu số 28 thì tình huống đưa ra ở quá khứ rồi. Nên khi mà trái với tình huống ở quá khứ thì nó chính là câu điều kiện loại 3. Câu điều kiện loại 3 với cấu trúc là had này cộng với phân từ 2, tức là quá khứ hoàn thành, và cái sau nó sẽ là would cộng với have cộng với verb phân từ 2. Mình sẽ có đáp án D. Câu số 29 ở đây thì họ đưa ra một cái tình huống ở hiện tại. Đó, tình huống ở hiện tại là sự thật là gì đây? Những người công nhân chỉ phàn nàn, đúng không? Phàn nàn bởi vì là cái sự đối xử không công bằng của họ. Như vậy thì tình huống đưa ra hiện tại thì chúng ta có là gì? Những người công nhân, nếu mà những người công nhân được đối xử công bằng thì họ sẽ không phàn nàn. Câu này đang đúng đấy. Câu B là gì? Những người công nhân phàn nàn bởi nhân viên của họ, không phải ở đây ông chủ cơ, đúng không? Tiếp theo câu C là gì? Nếu mà những người công nhân được đối xử công bằng thì họ sẽ không phàn nàn. Thì ở đây nó lại là tình huống ở hiện tại thì phải là điều kiện loại 2 cơ. Được chưa nào? Còn lại thì câu D này thì không có cấu trúc đảo như thế này. Như vậy thì mình chỉ có đáp án A. Đáp án A này thì nó chính là điều kiện loại 2, bỏ if. Tức là mình sẽ đảo ua lên trước. Nào, đảo ua lên trước chủ ngữ. Đã bỏ if đi. 30 đến 31 là kết hợp câu. Anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi, tuy nhiên anh ấy quyết tâm là tiếp tục leo núi. Nó thể hiện cái sự đối lập, được chưa? Khi mà tính từ đảo lên trước S hoặc là dâu này này thì nó sẽ bằng với although cộng S cộng V. Mặc dù thế này mà vẫn thế kia, mặc dù mệt nhưng vẫn quyết tâm leo,
Câu A đang đúng này. Câu B này, kết quả của việc mệt mỏi, đúng không? Tức là vì mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm thì không phải. Câu C là mệt mỏi nên quyết tâm, không phải, rút gọn. Và D là gì? Quá mệt mỏi đến mức mà quyết tâm, không phải. Câu số 31. Anh ta cư xử theo cách rất là lạ, điều đó thì đã khiến tôi ngạc nhiên rất nhiều nhá, rất nhiều nhá. Nên là mình sẽ loại ra được những cái từ almost là gần như, đúng không? Đó. Còn câu D thì mình sẽ loại ra bởi vì that nó không đứng sau dấu phẩy. Chỉ còn câu A đúng thôi. Tức là which này nó đứng sau dấu phẩy. Tiếp theo đó là đến bài đọc điền. Đến bài đọc điền thì câu số 32 này mình có cái cụm từ là work somebody's way. Ta tìm ra cách, à, tìm ra cách nhớ. Nên là câu số 32 này mình sẽ có cái động từ, đó là động từ work. Đó, động từ work. Tiếp theo câu số 33 thì đang thể hiện gì đây? Đang thể hiện cái sự đối lập. 33 này, cái trước là gì? Not này, cái sau là nhấn mạnh này, có này, đúng không? Không có vẻ, còn cái này là có cái gì đó, nên nó sẽ thể hiện sự đối lập. Và khi mà thể hiện sự đối lập thì mình sẽ có gì? À, có nhưng mà, đúng không? Nhưng mà, chứ không phải là vì thế mà, hay là hoặc là, hay là bởi vì là. Tiếp theo, câu số 34. Câu số 34 thì mình sẽ có là the benefit, danh từ rồi. Kết hợp với danh từ phía sau nên mình sẽ có danh từ cộng với danh từ, đúng không? À, danh từ nên là mình sẽ kết nối bằng of. Như vậy thì mình sẽ có ở đây chính là giới từ of. Tiếp theo thì câu số 35 kiểm tra về nghĩa. Kiểm tra nghĩa của tính từ, tức là những cái gì thu được từ cái hoạt động, từ tình nguyện thì nó sao nhỉ? Không thu giữ được này, không đo lường được, không tìm thấy được này, không thể bỏ qua được này. Thì như thế ở đây nó đang nói tới là cái tác dụng nó rất là nhiều nên mình sẽ có là không thể đo lường được. Và câu cuối cùng, tức là people này, nó là chủ ngữ, những người mà, đúng không? Ở đây là chủ ngữ chỉ người, thay cho chủ ngữ chỉ người, nên mình sẽ có từ who thay cho chủ ngữ chỉ người. Tiếp theo chúng ta có đến phần đọc hiểu. Đến phần đọc hiểu thì ở trong cái bài đọc hiểu này thì các bạn có thể thấy là đang nói tới cái gì, đúng không? Nghĩa là mainly discuss này. Cái việc chăm sóc nhiều những loài động vật khác nhau cho con của chúng này, những khó khăn của những con non này, phương pháp mà động vật có vú chăm sóc con này, và tầm quan trọng của động vật có vú, đúng không? À, con của những động vật có vú trở nên độc lập. Thì các em sẽ thấy là ở đây nó không chỉ nói đến động vật có vú mà nó nói tới rất là nhiều động vật khác nhau chăm con của nó như thế nào, nên là mình sẽ có đáp án ở đây là đáp án A. Tiếp theo câu số 38. Câu số 38 là gì? Nhà văn đã liệt kê nhiều loài khác nhau ở trong đoạn văn đầu tiên để so sánh cái thói quen cho ăn của nhiều loài khác nhau, miêu tả quá trình của nhiều loài khác nhau, đúng không? Cái quá trình nhiều loài khác nhau. Tiếp theo đó là gì? Nhấn mạnh ở cái điểm là mọi loài động vật có vú thì đều cho con của nó ăn, và giải thích tại sao mà có một số những cái đặc điểm của loài động vật có vú thì không thể lựa chọn được. Thế thì em sẽ thấy là ở trong cái câu mở đầu của nó ấy, nó nói là gì nhỉ? Tất cả những loài động vật có vú thì đều cho con non ăn nhá. Sau đấy thì nó liệt kê, nó chứng minh cái câu chủ đề đấy. Nên là chúng ta sẽ thấy ở trong câu này nó là gì? Nói tới là mọi loài động vật có vú đều cho con của nó ăn, đúng không? Nên là mình sẽ có đáp án C. Tiếp theo câu số 39 hỏi về nghĩa của cái từ tend ở dòng số đoạn số 2, ngồi này, di chuyển này, chú ý này, hay là chăm sóc. Thì cái từ tend này nó xuất hiện ở ngay trong đầu đoạn số 2. Này. Tôi đang nói là gì? Không phải tất cả những cái loài động vật mà đều chăm sóc con, đúng không?
để chăm sóc con. Như vậy thì cái từ tend này nó mang nghĩa là chăm sóc nha, care for. Tiếp theo, kiểm tra nghĩa của từ provision này. Provision này thì nó giống như là cái động từ provide. Nó là somebody with something. Ta cung cấp cho ai cái gì, và nó cũng đồng nghĩa với từ supply. Còn prepare là chuẩn bị, build là xây dựng và expand là mở rộng. 41 này, theo đoạn văn thì một số những cái loài côn trùng làm thế nào để đảm bảo con của chúng có thức ăn. Đó, bắt đầu thức ăn. A là gì? Dự trữ này. Dự trữ đồ ăn này. B là gì? Để tổ gần nơi đồ ăn này. C là gì? Tìm kiếm thức ăn ở nơi xa này. Và D là gì? Lấy thức ăn từ những nguồn nước gần. Như vậy thì mình sẽ phải tìm ra cái động cái từ khóa là insect. Được chưa? Insect. Thì cái insect này chúng ta sẽ tìm thấy ở đâu nhỉ? Chúng ta sẽ tìm thấy ở đoạn nào? Đây này. Đấy, insect này nha. Đấy, một số bọn chúng thì nó sẽ cung cấp cái gì đây này, đúng không? Đó, và nó sẽ dự trữ, nó store, nó dự trữ để cái bọn con của nó có cái nguồn thực phẩm. Đấy. Thế nên là mình sẽ thấy có cái từ store ở đây, đúng không? Từ khóa có trong câu hỏi. Nên mình sẽ có là nó sẽ store food. Đó. Tiếp theo, cái từ edge này nó có nghĩa là lợi thế nhé các em. Lợi thế. Nên là nó sẽ bằng với từ advantage. Lợi thế chứ không phải là cơ hội hay là mục đích hay là phần còn lại. 43, kiểm tra nghĩa của từ each. Từ each này. Thế thì mình sẽ phải xem từ each này nó xuất hiện ở đâu. Đây, từ each này này. Từ each này. Từ each này thì nó nằm ở trong cái câu là gì nhỉ? Cái việc cho ăn thì chỉ hoãn đến cái thời điểm mà con non của nó, đúng không, đã phát triển đến một cái kích thước mà nó có thể, đúng không? Thì nó có thể ở đây chỉ chính là cái con non này. Như vậy thì mình sẽ có ở đây chính là gì? À, cái con non. Như thế nào? Câu 44, cái từ shield này nó có mang nghĩa là bảo vệ. Như vậy thì không phải là nâng lên, lớn lên hay nuôi hay là nở hay là có giá trị, mà nó sẽ là bảo vệ. Tiếp theo, câu số 45 và 46. 45 và 46 thì chúng ta sẽ có kiểm tra về trọng âm. Từ đầu tiên này, abundance, phong phú dồi dào. Tiếp theo, acceptance, chấp nhận được. Accountant, kế toán. Và từ cuối cùng mình đọc là applicant, nhấn vào âm đầu. Nó là gì? Là những người nộp đơn. Nên mình sẽ có đề ở đây. Câu 46 chúng ta đọc là reference, liên hệ đến. Volunteer, tình nguyện. Refugee, refugee là gì? Tị nạn, dân tị nạn. Và referee, trọng tài. Nên là mình sẽ có làm đầu tiên này. Tiếp theo, câu số 47 chúng ta đọc này. Capital, ancient, cancer, annual. Nên mình sẽ có này. Capital airbag, cancer airbag, annual airbag, ancient AI. Capital là vốn này, ancient là cổ đại, cancer ung thư, annual hàng năm. Tiếp theo, câu 48, devotion, đuôi sờ nhé, cống hiến. Congestion, tiêu hóa. Suggestion, gợi ý. Và question, câu hỏi. Ba âm này là ba âm chờ. Nên âm này nó sẽ là option. Tiếp theo, câu số 49 thì mình có tìm từ đồng nghĩa. Thì cái từ installment plan này này, nó là trả góp. Trả góp tức là trả hàng tháng, đúng không? Chứ không phải là trả tiền mặt hay là thẻ tín dụng hay là trả từng mảnh một. Câu số 50 tức là gì? Cái teletext này, những cái văn bản điện tử thì vẫn được gửi đi khi mà cái chương trình truyền hình nó phát sóng. Nên transmitted đây, nó là gửi đi, truyền đi. Nên chúng ta sẽ có A ở đây. Còn electrified là điện khí hóa này, tự động hóa này, và phát sóng này. Đúng không phải? Ở đây send out là gửi đi. Ok, that's it.